Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo về Đà Lạt. Bây giờ là 9 giờ mà trời vẫn còn mưa quá quý vị, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Hôm nay thì cũng mưa nhưng mà đỡ mưa hơn ngày hôm qua. Dự báo thời tiết thì hôm nay sẽ có mưa và thỉnh thoảng thì có nắng gián đoạn. Đặc biệt là hiện tại bây giờ Đà Lạt chỉ có là 20 độ C và đang rất là lạnh kèm theo gió quý vị. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 17 tháng 11 năm 2023. Cũng sắp sửa đến cuối tuần lại rồi quý vị. Dự báo thời tiết qua ngày mai thì trời sẽ có nắng, nhưng mà nắng yếu thôi. Và em đang đứng ở cuối con đường Mai Anh Đào. Bên cạnh em đây là khách sạn 5 sao là Đà Lạt quý vị. Một khách sạn được lấy tên của một thương hiệu xe hơi nổi tiếng ở Việt Nam. Một thời thập niên 1960-1970 về trước. Và hãng xe hơi này đã không còn tồn tại và sản xuất nữa. Đây là khách sạn La Dalat, cũng mang tên một thương hiệu, một loại xe đã từng nổi tiếng một thời trước đây. Tại đây nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5 km, và ở ngay khu vực phường 8, đối diện với khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu. Đây là những chiếc xe đoàn đưa du khách ra Hàn Quốc đi tham quan. Trước cái ngày mà sự cố sạt lở đèo Khánh Lê quý vị, hiện nay đèo Khánh Lê thì đang xử lý những cái tảng đá rơi chắn ngang đường. Hiện nay nếu mà đi Đà Lạt thì mình sẽ đi bằng đèo Ngoạn Mục, đèo Sông Pha đó quý vị, để đến với Đà Lạt. Tuy nhiên thì đi con đèo đó thì nó xa hơn, là đèo Khánh Lê, Khánh Vĩnh. Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu và Đồ Mộng Mơ á, vừa rồi thì cũng có khai trương cầu kính, cầu đáy kính 7D, và giá đi lên cầu đáy kính là 400.000 một vé. Cầu thì có chiều cao khoảng 90m so với mặt đất. Và đây là cầu kính công nghệ 7D, cũng là cầu kính đầu tiên ở Tây Nguyên. Ngoài ra thì ở ngoài Sa Pa cũng có cầu kính, đó là cầu kính Rồng Mây. Ở đó thì cao hơn ở đây, có chiều cao khoảng 300m. Trời mưa, những khách sạn villa cũng vắng khách quý vị. Những villa ở đây người ta cũng cho mình thuê nguyên căn hoặc là thuê theo phòng đều được. Và đặc biệt ở ngoài sân thì có khoảng sân rộng rãi để mình tổ chức các cái bữa tiệc BBQ ở ngoài trời đó quý vị. Và ở đâu cũng vậy, giờ nhận phòng là 14 giờ và trả phòng lúc 12 giờ trưa. Ở đây được cái là thoáng mát, thiên nhiên, cây cối cũng nhiều quý vị. Nhìn trời cũng buồn, mưa thì cũng bất chợt quý vị, sáng mở mắt ra thì đã đi bay bay như phùng và trời âm u, 7 giờ sáng mà cứ ngỡ như là 6 giờ tối vậy đó. Đây là hướng để đi vào khu villa nghỉ dưỡng Hiệp Lực, khu du lịch Hiệp Lực quý vị, cũng như là lối để mà đi vào hồ Chiến Thắng. Ở bên tay phải đây là con đường Huy Cơ Lực, và con đường này sẽ hướng ra hồ Xuân Hương, còn bên tay trái là con đường Mai Anh Đào. Hồ Chiến Thắng hiện nay được bên quân đội quản lý, và ở đây giáp với phường 12, núi Hòn Bồ. Trong này cũng đất trống cũng nhiều quý vị, và rừng núi cũng nhiều hồ nước. Nghề sản xuất chính của bà con ở khu vực phường 8 là trồng bông, rồi có những vườn dâu. Quý vị và các bạn có thể thấy là ở ngoài trời gió này, và những cây man đào ở đây đã rụng lá gần hết rồi. Tối ngày hôm qua thì gió rất mạnh quý vị. Khi mà nửa đêm á, nghe những cái nhà mà mái tôn á, gió thổi nghe lùng bùng lùng bùng. Đi ngang qua đây thì có một khu vực giống như là một cái cốc nhỏ. Rồi bên trên thì treo cờ Phật giáo. Bên ngoài thì để rất là nhiều tượng đài. Phía dưới thì có Phật Thích Ca.
Rồi bên trên thì có hình Chúa Giê-xu, à, rất là kỳ lạ và độc đáo quý vị. Bây giờ thì em sẽ dẫn quý vị và các bạn dạo quanh con đường ở đây, đi vào Hồ Chiến Thắng. Phía quả đồi bên trên, đó là khu villa nghỉ dưỡng của công ty khu du lịch Hiệp Lực quý vị. Buổi tối rất là đẹp, nên đèn lung linh. Mình có thể vào đây thuê biệt thự đây để mà nghỉ dưỡng nằm trên ngọn đồi. Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hiệp Lực bên trong thì còn có vườn dâu, trồng dâu công nghệ cao. Rồi dâu Mỹ, dâu Nhật trồng theo công nghệ organic. Ngoài ra thì còn có các loại nấm nữa để cho mình tham quan, rồi mua nấm. Đặc biệt nhất ở khu vực này thì có không gian toàn là cây cối. À, tuy nhiên thì mùa này thì gió hơi lạnh quý vị. Con đường này buổi tối thì nó cũng vắng và tối. Đây là con đường đi vào Hồ Chiến Thắng. Tại đây thì cách trung tâm khu Hòa Bình chừng khoảng 6 cây. Và cuối cùng là khu du lịch nghỉ dưỡng rừng Lá Kim. Những cái ngọn đồi to như vậy thì người ta đều xây những căn biệt thự nằm ẩn mình bên trong rừng thông, những cái cây thông, cho mình một cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn. Ở đây người ta cũng cho mình thuê theo nguyên căn, hoặc là cũng có thể thuê theo ngày quý vị. Giá cũng không cao lắm đâu. Một phòng bình thường á, đối với giường đôi và hai giường đơn, diện tích khoảng 27 m², với sức chứa tối đa là 3 người lớn và 1 trẻ em, giá thì khoảng 800.000 một đêm. Tùy theo những ngày lễ Tết cuối tuần thì giá có thể cao hơn. Còn một đêm đối với hai người lớn thì giá 650 đối với một giường. Tuy nhiên ở đây thì hơi xa trung tâm một chút quý vị. Được cái là cảnh quan thiên nhiên, cây cối, rồi cũng có view rừng thông, núi đồi. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục di chuyển về con đường Nguyễn Tự Lực. Đây là cuối con đường Nguyễn Tự Lực rồi quý vị. Điểm đầu thì nằm ngay hồ Xuân Hương, bên cạnh vườn hoa Bích Câu, vườn hoa thành phố Đà Lạt. Đường Nguyễn Tự Lực, con đường này nhiều xe tải chạy lắm quý vị, đặc biệt là xe vợi bông, xe đông lạnh. Những chiếc xe đều đi vào vườn, các cái nhà vườn, rồi vựa bông để thu mua, chở bông đi, đóng đi các tỉnh. Ở đây có đến 60% bà con mình làm vườn, chủ yếu là trồng bông, các loại bông cúc. Trước đó con đường này cũng xấu lắm quý vị, vào năm 2020 thì được cải tạo nâng cấp, cho đến bây giờ phải nói con đường này rất là tốt, xe tải chạy ầm ầm, không có bị hư và ổ gà. Như vậy là đã hơn 3 năm rồi quý vị. Rồi đi một đoạn nữa sẽ đến nhà thờ Thiện Lâm. Để cô chú anh chị và các bạn chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ có tháp chuông cao đến 9 tầng. Ngoài ra còn có lò nguyên tử hạt nhân nữa. Ngày nay hạt nhân được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp sản xuất cũng như là y học.
khu vực phường 8 dọc theo con đường Nguyễn Tự Lực á, thì người dân lao động cư xử và làm ăn cũng nhiều, chủ yếu là buôn bán rồi làm vườn rồi làm trong các trang trại rau hoa rồi công ty. Năm hết Tết đến rồi, cuối năm rồi nhưng mà tình hình kinh tế năm nay khó khăn hơn quý vị. Bữa nay thì điện lên này, vật giá thì cũng lên, nhưng mà lương công nhân thì vẫn vậy, không có tăng. Bên trong con hẻm này là công ty hoa Hát Farm, cũng có nhiều công nhân người lao động đang làm việc ở bên trong. Rồi xung quanh thì bà con mình buôn bán dọc hai bên đường. Con đường Nguyễn Tự Lực á, chỉ có lúc này là đông vui nhộn nhịp thôi quý vị. Đông vui nhất đó là giờ tan tầm, tan ca, các công nhân thì ra về. Bên tay phải thì có con đường Võ Trường Toản. Con đường này sẽ nối với cổng sau của trường Đại học Đà Lạt. Lát nữa thì em sẽ đi về đó đưa quý vị và các bạn về cập nhật các cái khu ký túc xá, phòng trọ sinh viên. Phường 8 cũng là nơi tập trung nhiều phòng trọ nhất quý vị. Các em học sinh theo học tại các trường, trong đó thì có trường Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Đà Lạt năm xưa. Trời này đi chơi cũng buồn quý vị, không có nắng ráo để đi vào các cái khu du lịch ở ngoài trời. Và bên tay phải của em đây là nhà thờ Tiện Lâm rồi. Bây giờ thì em sẽ đi vào nhà thờ Tiện Lâm. Kiến trúc của giáo xứ Tiện Lâm thì đặc biệt nhất đó là tháp chuông có tới 9 tầng, tượng trưng cho trời và đất theo văn hóa dân gian. Với chiều cao 9 tầng như vậy thì khoảng 36 m, có thể đứng nhìn thấy hồ Xuân Hương rồi núi Làng Biang. Mỗi tầng thì cách nhau khoảng 2.5 m quý vị. Đối với kiến trúc của nhà thờ thì mang lối kiến trúc Tây phương giao thoa với văn hóa của Việt Nam. Và cứ đến dịp cuối năm vào dịp Noel thì các nhà thờ đều tràn ngập những ánh đèn để đón Giáng sinh. Hôm nay thì nhà thờ không có mở cửa để cho mình vào tham quan. Lên đến 9 tầng nhưng mà không cần phải lên cao, đứng ở dưới thôi thì cũng thấy yên tĩnh và thoải mái rồi. Bên cạnh thì còn có trường mẫu giáo Tiền Lâm, cộng đoàn Sao Mai. Bây giờ thì em sẽ rẽ vào con đường Võ Trường Toản. Con đường này nó sẽ men theo phía sau của nhà thờ Tiền Lâm quý vị. Lát nữa thôi mình sẽ thấy cảnh vườn rau yên bình. Con đường này mai mốt người ta cũng sẽ mở rộng ra, rộng rãi hơn và đẹp hơn. Con đường này nó sẽ nối với cổng sau của trường Đại học Đà Lạt và băng ngang qua những cái vườn rau.
Đây là những cây cần tây quý vị. Cây cần này trồng để bán ở ngoài chợ. Cần này thì ăn phở cũng rất là ngon, cũng như là nhiều món ăn. Tại đây còn một số khu vườn còn sót lại thôi. Ở đây mà không quy hoạch cũng như là mở đường á, có lẽ là người ta sẽ xây nhà từ lâu rồi. Còn đây là những cây xà lách vừa mới xuống cây. Bên này thì cũng có cần tây nè. Bữa nay người ta làm vườn thì đều có hệ thống tưới tự động hết rồi. Cũng khỏe quý vị. Khỏe công hơn ngày xưa. Ngày xưa phải tưới bằng hai cái thùng gánh đi tưới, lấy nước giếng vào tưới. Rồi sau này thì tưới bằng motor, hút nước ở dưới suối lên mà tưới. Trời mưa thì nhìn cảnh nó cũng buồn. Trời âm u, không có nắng. Và mưa thì có thể bất cứ lúc nào. Bây giờ thì em sẽ chạy xuống một cái con đường bê tông này, dẫn quý vị và các bạn đi ngắm cảnh, cập nhật tình hình. Và con đường này sẽ thông về đến cổng sau của trường Đại học Đà Lạt. Xa xa quý vị có thể thấy đó là ngôi sao của trường Đại học Đà Lạt rồi. Năm xưa đó là cây thánh giá, sau 7 năm thì được bọc lại thành ngôi sao. Và đi hết đoạn đường bê tông này là đến những cái khu ký túc xá, phòng trọ sinh viên. Sinh viên thì ở đây thôi quý vị, còn người lao động thì không có ở đây. Chủ nhà đều ưu tiên cho sinh viên hơn. Sinh viên thì không có nấu nướng ở trong phòng, hoặc là có thì cũng ít, đa số là ăn ở ngoài. Đa số là những người lao động thì đều nấu ăn ở nhà bởi vì tiết kiệm chi tiêu hơn. Ở Đà Lạt bữa nay việc làm thì cũng nhiều quý vị, nhưng mà lương thì thấp. Đối với người lao động thì chi phí đè nặng lên đôi vai. Một căn phòng trọ rẻ nhất thì cũng có giá tầm khoảng 1 triệu rưỡi một tháng rồi. Còn đối với lương tháng của công nhân thì mức lương trung bình khoảng 5 đến 7 triệu đồng. Nói chung là vật giá cuối năm tăng, nhiều người phải làm việc nhiều hơn mới đủ trang trải được cuộc sống. Nhiều người cũng không chịu nổi thì cũng bỏ về quê. Quý vị và các bạn có thể thấy bên này có hoa giả quỳ nè. Do là trời mưa nhiều quá, hoa quỳ ủ rũ không có đẹp lắm. Chứ nếu mà nắng lên á, đoạn đường này phải nói là tràn ngập sắc vàng của những cánh hoa giả quỳ. Bên cạnh em đây là trường Đại học Đà Lạt rồi. Ngay cái ngã ba đi lên cổng trường á, cổng sau á, các tiểu thương buôn bán rất là nhiều. Đa số là món ăn vặt. Thank you.
và có giá bình dân. Một tô nuôi, tô bánh canh chỉ có 25.000. Nhiều học sinh, sinh viên đến đây ăn sáng trước khi mà đến trường. Chủ yếu ở đây người ta bán đồ ăn cho sinh viên quý vị, cho nên là giá thành cũng rẻ hơn. Một ổ bánh mì chỉ có 10.000 cho đến 15.000, chỗ khác thì 20.000 rồi quý vị. Bây giờ thì em sẽ chạy ra phía trước, đó là con đường Phổ Đông Thiên Vương rồi. Đi một đoạn ngắn nữa thôi là đến ngay khu vực ngã năm đại học. Và đi ngang qua đây thì thấy một cái khách sạn, người ta xây với lối kiến trúc cũng như là tân cổ điển, vừa hiện đại cũng như là vừa cổ điển quý vị. Bên ngoài thì có đá chẻ cũng như là tường xi măng. Khách sạn cũng vừa mới được khai trương cách đây không lâu. Bên này phải nói là khách sạn đua nhau mọc ra quý vị. Nhiều khách sạn cũng không có khách đâu trong thời điểm bây giờ. Mùa này có khách cũng là mừng lắm đâu quý vị. Và cũng đến ngay vị trí ngay ngã năm đại học, em xin phép được kết thúc video tại đây. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn có ngày thứ sáu thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì em xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.